Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương mục Sống Vui Sống Khỏe của chương trình Thành Phố hôm nay với khá nhiều những thông tin đáng quan tâm mà Thành Phương mong muốn gửi đến cho quý vị. Ngay sau đây sẽ là thông tin về việc Thành Phố Hồ Chí Minh thành lập 9 điểm tư vấn miễn phí sức khỏe sinh sản. Theo bác sĩ Trần Văn Trị, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh, 9 điểm tư vấn miễn phí sức khỏe sinh sản và tiền hôn nhân được thành lập tại các quận 3, quận 4, quận 6, quận 8, quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân Phú và hai huyện Bình Chánh, Củ Chi. Để hoạt động tư vấn sức khỏe sinh sản và tiền hôn nhân đạt hiệu quả tốt, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho các tư vấn viên. Nội dung được bồi dưỡng bao gồm tầm quan trọng của việc khám kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước và sau sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tư vấn và chăm sóc người cao tuổi. Thưa quý vị, 9 điểm tư vấn nói trên tổ chức tư vấn với 3 hình thức là trực tiếp, qua điện thoại và qua email. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y tế. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, chịu sự chỉ đạo quản lý toàn diện trực tiếp về tổ chức hoạt động và các nguồn lực của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra thanh tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục phòng chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS có chức năng chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố, tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật. Trung tâm có trụ sở tại số 121 đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3. Còn sau đây sẽ là một thông tin đáng quan tâm dành cho những bậc phụ huynh có con nhỏ ở nhà. Đối với trẻ nhỏ thì việc trẻ bị sốt là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên trong lúc trẻ bị sốt thì các bậc phụ huynh cần phải làm gì để nhanh chóng hạ cơn sốt để tránh những trường hợp là bị co giật. Co giật do sốt cao là hiện tượng hay gặp ở trẻ nhỏ từ 6 tháng cho đến 5 tuổi khi nhiệt độ cơ thể tăng lên bằng việc là cao hơn 39 độ C do nhiễm khuẩn hoặc là do virus. Hiện tượng này rất có hại cho cơ thể và não bộ do thiếu oxy não. Cha mẹ cần biết những phương pháp xử lý đúng cách để tránh những hậu quả nặng nề về sau. Để xử lý khi trẻ bị co giật tại nhà, các bậc phụ huynh cần bình tĩnh thực hiện tuần tự những điều sau đây. Đặt trẻ nằm nơi thông thoáng, cởi bớt quần áo của trẻ hoặc nới rộng ra, đặc biệt là vùng cổ. Sau đó thì dùng khăn sạch nhúng vào nước ấm, vắt sạch nước rồi lau khắp người trẻ. Không lau mát bằng nước đá hoặc là bằng rượu. Khi sốt cao, co giật, trẻ không thể uống thuốc hạ sốt nên phải nhanh chóng hạ sốt bằng đường hậu môn. Nhanh chóng đưa trẻ đi cấp cứu tại những cơ sở y tế gần nhất. Rất mong rằng quý vị sẽ lưu ý thật là kỹ về vấn đề này. Và đến đây thì chương mục Sống Vui Sống Khỏe cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.